Vào buổi tối ngày hôm nay, lại tiếng còi báo chiến tranh một lần nữa ở ngay thành phố Kiev. Nước this... Nga đang kiếm cách để tấn công vô trong thủ đô của bên Ukraine. City under for the next 48 hours. Hiện tại, ở thành phố chỗ này, họ đưa ra giải nghiêm trong vòng 48 tiếng đồng hồ kế tiếp. That as skirmishes break out in the streets và chuyện nổ súng ở trên đường phố. The of so tonight, the news 24... Buổi tối ngày hôm nay, về cái chuyện bị đe dọa, nước Nga có thể thả bom xuống bất cứ lúc nào. Cho nên cái đài tin tức 24 ở bên Ukraine, họ làm tin tức ở dưới một cái parking. Vladimir... Theo của một người chức trách của Hoa Kỳ nói cho biết are 20 miles of Kiev. quân đội của ông Putin hiện tại ngay bây giờ nằm ở cách 20 mao bên ngoài so Kiev cách quá xa cho nên không có thể nào chiếm được nguyên thành phố ở đây saying, kind of bên Nga họ không bao giờ tưởng tượng họ tấn công vô lại gặp nhiều người đấu tranh lợi như vậy đây là cha con và con gái đây là những người dân họ đứng lên cầm súng để chống lại cả luôn cái cặp này ngày hôm qua họ mới đám cưới ngày hôm nay họ trở thành những người lính đây là của đài họ đi chung với những người tình nguyện chúng tôi đây cảm giác là phải cần bảo vệ đất nước của chúng tôi chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ đất nước của chúng tôi ông tổng thống và ông ta nói ông ta sửa soạn đứng chung để đấu tranh với những người yêu khoan những gì hỏng rài đã làm được, chúng ta đã chống lại kẻ thù của chúng ta. Chiến tranh này tiếp tục ở nhiều thành phố của chúng ta. Mọi người cũng biết chúng ta đây là đang bảo vệ đất nước của chúng ta. Đó là bảo vệ của mảnh đất tương lai của con em sau này. Theo của chính phủ của Hoa Kỳ nói cho biết, Nước Nga đã bắn trên 250 cái missile vô trong Ukraine. Đây là social media. Có người post lên Internet cho chúng ta xem một cái quả tiễn bắn thẳng vô ngay cái building của dân ở bên Ukraine. Đó là nằm ở trong trung tâm thành phố của Kiev, ở bên Ukraine. Và cũng không biết rõ là bên nào đã bắn cái quả tiễn này. Gia đình của cô này lúc đó là ở trong cái tòa nhà đó. Các phòng của con tôi trong lúc này nó trở thành một cái lỗ lớn. Nếu mà cô ta ở trong cái phòng đó, có lẽ là trong lúc này sẽ không còn sống được. Rất là hên, không có ai bị chết vì chuyện này. Tính tới ngay bây giờ, về chiến tranh ở bên Ukraine, có khoảng chừng 198 người đã bị chết. Hơn 1.000 người đã bị thương. Cộng luôn những trẻ em cũng bị thương rất là nhiều. Đây là một trong những cái rocket bắn xuống dính dưới đất chưa có nổ. Bắn xuống ngay cái chỗ chơi của trẻ em. Có nhiều cái khu ở bên Ukraine trở thành là chiến trận ở đó. Gia đình này 15 người bắt buộc phải rời khỏi nhà của mình đây là đứa nhỏ hỏi má của mình tối ngày hôm nay với tỷ có chuyện gì đó rồi mình đi đâu đây trong lúc này trên thế giới đang đứng chung với bên ukraine và đưa ra rất là nhiều cái trừng phạt về nước nga Bên nước Đức, họ đưa tới những cái vũ khí mới. Hoa Kỳ thì giúp đỡ cho bên Ukraine thêm những cái dụng cụ nữa trị giá là 350 million dollar. Và cũng cộng luôn những cái súng mà dắt lên trên vai đó là những cái súng Stinger, chưng môn bắn những ma bài và những cái xe tăng. Ngày hôm nay, ông Tổng thống Joe Biden, ông nói ông Putin phải trả một cái giá rất là nặng nề về chuyện này. Trong thời gian ngắn và thời gian lâu dài, Nga sẽ trả một giá. Có hai đường lựa chọn. Một là bắt đầu về chiến tranh thứ ba ở trên thế giới và tấn công qua bên nước nga cái thứ hai về một cái nước mà không có để ý tới lực lệ của quốc tế gì cả chắc chắn nước đó phải trả một cái giá một cái giá mà họ đã làm ra như vậy theo một người sếp của hoa kỳ nói cho biết hơn năm phần trăm Đến nga đang nằm ở ngay biên giới của bên ukraine. trong lúc này họ bắt đầu tấn công vô trong ukraine. trong lúc này lính trắng ở bên ukraine cũng đang đấu trả lời ukraine nói là đã tấn công rất là nhiều chỗ của bên nước nga đó là nguyên một cái nhóm xe đang trên đường đi tới khi thì đã bị Ukraine tấn công. West, Lviv, these... Nằm về hướng nằm về hướng tây ở là vi. Đó là những người họ đổ xăng vô những cái chai kêu bằng bơm xăng để chặn lại bất cứ cái gì của nước Nga tấn công tới. Chúng tôi đi từ Poland qua bên Ukraine ngày hôm nay. Ở chỗ này, rất là đông người đang sửa soạn đi qua. Khi chiếc xe chạy vô, thì cũng nhìn thấy là trẻ ra làm đôi. Chúng ta nhìn thấy ở đây nó đông như thế nào. Mọi người cũng thấy cái số người này tới đây bắt đầu muốn vô trong biên giới. The gate. Um, to move back they are... đây là họ muốn đi vô trong cái cửa bên trong hundreds hundreds và đây là họ đang đưa những giấy tờ cho chắc để cho đi vô. Are, are có một số người thì dơ lên, họ nói họ không phải là người ở bên Ukraine, họ có quốc tịch ở nước khác nữa. Um, right now, only women and trong lúc này chỉ có những người phụ nữ và trẻ em được quyền trong lúc này chỉ có phụ nữ và trẻ em được quyền đi qua cái cổng qua bên poland thôi tài want... hỏi anh không thể nào đi qua bên kia có phải không thì anh ta anh trả lời tôi đây cũng không muốn đi qua bên kia để làm gì tôi ở lại đây ở lại đây để đấu tranh hả anh ta nói đúng rồi ở đây nhìn đâu cũng thấy tuyệt vọng